Dạ thưa kỹ sư Trường Tấn Lộc, như đoạn phóng sự vừa rồi mà chúng ta có theo dõi á, thì nhiều bà con đã chia sẻ là bà con sẽ trước tiên là phun tiền nảy mầm, sau đó là phun hậu nảy mầm. Và hãy Yến thấy là đó cũng là cách làm của đại đa số bà con nông dân hiện nay. Và nếu mà bà con thấy cỏ dại không chết đó, thì lại tiếp tục là tăng liều hoặc là phối trộn nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật để quản lý cỏ dại lại với nhau. Thưa kỹ sư, vốn được biết Corteva là một tập đoàn bảo vệ thực vật lớn hàng đầu ở trên thế giới, và nhân có mặt trong chương trình ngày hôm nay thì nhờ kỹ sư có thể chia sẻ là những kết quả nghiên cứu mới nhất để nhằm giúp cho nông dân Việt Nam có thể quản lý tốt các loại cỏ dại khó trị ở trên ruộng lúa như thế nào ạ. Xin mời kỹ sư. Cảm ơn MC Hải Yến. Xin chào quý bà con và quý khán giả đang xem đài. Thì cái khó khăn như là thạc sĩ Trần Thanh Tâm có chia sẻ với bà con đó, chúng ta thấy là hiện nay có một số cái vấn đề khó khăn bà con đang gặp phải, như là cái cỏ nó càng ngày nó càng khó trị, và bên cạnh đó khi đó lúc đó bà con phải dùng nhiều loại thuốc, chúng ta phối hợp với nhau, có loại thuốc thì nó trị loại cỏ này nhưng có loại thì nó không trị loại cỏ khác, bắt đầu bà con có mới chọn nhờ với nhau. Cái thứ hai nữa là trong quá trình chúng ta phun thuốc vào cái giai đoạn mùa mưa, thì sau khi phun đó bà con cũng lo lắng là không biết là mưa phun xong mưa có bị rửa trôi không. Và bên cạnh đó nữa, một cái điều rất là băn khoăn lo lắng là có nghĩa là hiện nay là có một số cái vùng đất mà chúng ta là cái cỏ đang sót rất là nhiều, nhất là cái vùng đất phèn, và còn sau những cái loại thuốc mà một số cái nó không hiệu quả trên vùng đất phèn. Thì trong quá trình nghiên cứu thì năm 2000 thì bên Corteva có đưa ra một cái sản phẩm, đó là quản lý cái cỏ, cái tên sản phẩm Cervelo. Thì giống như là cái thạc sĩ Trần Thanh Tâm cũng có chia sẻ, quản lý cái cỏ là một cái giải pháp tổng hợp, bao gồm là chúng ta sử dụng giống nè, làm đất kỹ nè, rồi sau đó chúng ta là có nghĩa là chúng ta sẽ bên cạnh đó có một thuốc hóa học. Thì công ty Corteva có sản phẩm là đó là cái Cervelo với cái công nghệ nghiên cứu đó là hoạt chất Rinco 120 EC. Cái công nghệ đó là neo EC, đây là một cái dạng là cái dầu thực vật và cộng với một cái phụ gia chuyên biệt để nó giúp cho quản lý cỏ còn trên đồng ruộng tốt hơn. Với cái sản phẩm Cervelo này nó đặc trị ở ba cái nhóm cỏ, cái cỏ lòng vực, cỏ gạo, cỏ đuôi phụng và cái nhóm cỏ chắc lát, cỏ cháo, và nhất là những cái loại cỏ mà kháng thuốc trên điều kiện đồng cỏ bà con ngày hôm nay. Thì bên cạnh đó, ngoài cái chuyện quản lý cỏ triệt để ra, thì cái sản phẩm Cervelo này nó cơ chế hấp thụ của nó là rất là nhanh, có nghĩa là sau khi phun bà con nếu mà có lỡ có khoảng 1 giờ sau khi phun là bà con có bị mưa thì bà con sẽ tự tin là sản phẩm là không cần phải phun lại, cái hiệu quả vẫn đảm bảo tốt. Và bên cạnh đó thì cái hiệu quả diệt cỏ cũng rất là nhanh, chỉ sau là 1 đến 3 ngày là bà con sẽ ra thăm đồng, bà con sẽ thấy cỏ nó sẽ chết hoàn toàn. Và bên cạnh đó cái sản phẩm Cervelo này nó sẽ là rất là hiệu quả tốt ở cái vùng đất phèn với cái độ pH là con thấy là từ có thể là từ 3 có thể đến 5 thì nó sẽ quản lý tốt. Thì với cái sản phẩm Cervelo này bà con phun ở cái giai đoạn là ở 10 đến 12 ngày là sau khi, có nghĩa là sau khi bà con đưa nước vô ruộng, bà con rải phân, lúc đó là ở giai đoạn 12 ngày thì cỏ gần như bắt đầu nó lên gần như là đều ở giai đoạn 3. Thì lúc này bà con sử dụng cái sản phẩm Cervelo bà con phun ở giai đoạn này thì với cái liều là 1 lít 25 trên 1 hecta thì chắc chắn rằng đối với sản phẩm Cervelo này sẽ quản lý triệt để cái cỏ trên đồng ruộng của bà con chúng ta. Thì với sản phẩm Cervelo này sẽ hy vọng rằng sẽ giúp cho bà con chúng ta sẽ canh tác cái lúa chúng ta ngày càng thuận lợi và dễ dàng hơn. Xin chia sẻ cùng bà con. Xin được cảm ơn những chia sẻ của kỹ sư Trần Tấn Lộc, khiến cho bà con nông dân có thể hiểu rõ hơn về những đặc tính vượt trội của Cervelo.